Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Peter và Lavender. Đây sẽ là tập tiếp theo trong series chuyến du lịch châu Âu của hai vợ chồng mình. Và hôm nay sẽ là hai ngày tiếp theo. Mời các bạn cùng đi với tụi mình nhé. Sau một đêm ngủ thật sâu, tụi mình đã vô cùng háo hức để khám phá Paris. Từ khách sạn, tụi mình bắt tàu điện ngầm đi đến địa điểm tham quan đầu tiên, đó là nhà hát Opéra Garnier. Đây có lẽ là nhà hát opera nổi tiếng nhất trên thế giới và một biểu tượng của Paris. Một phần sự nổi tiếng của công trình này đến từ cuốn tiểu thuyết vườn danh bóng ma trong nhà hát. Đi qua quảng trường Verdun, được xây dựng từ thời vua Louis thứ 14, ở giữa quảng trường có một cây cột cao đường xoắn ốc. Tới 44 mét, ở phía trên cột thì có bức tượng của Napoleon, và theo mình biết thì cái cột này qua những cái biến cố trong lịch sử của nước Pháp thì nó cũng thay đổi rất là nhiều lần, thậm chí bị phá hủy. Ok, và địa điểm tiếp theo trong hành trình hôm nay đó chính là vườn hoa Tuileries. Hoa này thì khá là nổi tiếng rồi ha, rất là nhiều người nhắc là đi Pháp thì nên đến những cái khu viên rộng lớn như thế này để cảm nhận được cuộc sống bình dị hàng ngày của người dân ở đây là như thế nào. Có một điều mình khá là thắc mắc, khi mà mình đến vườn hoa thì cũng tầm 11 giờ rồi mà tại sao vẫn có rất là nhiều người ngồi trong công viên. Mình nghĩ giờ đó phải là giờ đi làm mới đúng chứ nhở. Các bạn nào biết không, sẽ thích hộ mình với. Tụi mình ngồi ở vườn hoa ngắm cảnh tầm nửa tiếng thì đi tới bảo tàng Louvre. Bảo tàng Louvre thì cũng ngay trước mặt vườn hoa thôi các bạn. Thật ra thì cũng không biết là ngay trước mặt hay ngay sau lưng, nó tùy hướng bạn đi thôi nhá. Viện bảo tàng Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử, vốn là một pháo đài được vua Philip August cho xây dựng vào năm 1190. Đi sáng giờ cũng mệt rồi ha, thế là tụi mình tấp vào một cái quán ăn cũng gần trong cái khu vực bảo tàng đó. Hay Peter gọi món cừu, đùi cừu, còn mình thì gọi cá. Nói chung là cô gái miền Tây đi đâu cũng thích ăn cá hết các bạn. Ánh nắng chan hòa, gió thổi từng cơn mát lạnh, tụi mình thẫn thơ thả hồn theo dòng sông Seine thơ mộng và tiến tới nhà thờ Đức Bà Paris. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il nous donne un peu. Sông này là sông gì? Sông Sen. Sông Sen. Sông Sen nước có trong không? Mỹ bi. Trong tới 60 cm. Dạ. Đấy. Chim. Chim ơi chim. Chim đừng bay. Hót nữa đi. Hót nữa đi. Em yêu chim. Em mến chim. Con chim nó hót kêu cạp cạp. Nào, con chim má ơi. Biết. Oh really? Rồi, rồi. Cặp cặp. Bye. Nhà thờ Đức Bà Paris là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic. The window somewhere and no one's touched for 700 years. Obviously. I think they're lying. Phía sau nhà thờ Đức Bà có một cái khu vườn nho nhỏ. Tranh thủ lúc Peter đang nằm nghỉ ngơi thì mình đi vòng vòng và mình phát hiện ra là phía bên kia đường người ta đang chơi nhạc. Mời các bạn cùng nghe với mình một chút nha. Tham quan nhà thờ xong thì tụi mình cũng ghé qua tiệm sách khá là nổi tiếng, được mọi người đến đây check in rất là nhiều, đó là Shakespeare. Vì không có nhiều thời gian và không có mua sách
thế nên là tụi mình chỉ đứng ở phía ngoài nhìn ngó chụp hình một tí rồi tụi mình đi tham quan khu vực xung quanh. Okay, tell me, where are we? We are at Luxembourg Gardens. It's one of the biggest gardens. It's a magnificent garden. It's kind of nice. I think I like it. It's a good one. We're in Luxembourg Gardens for the second time. Tụi mình cũng ăn tối ở gần khu vực nhà thờ Đức Bà, vì gần đó có cả một khu phố ẩm thực rất là nhộn nhịp và món ăn cũng rất là ngon. Có một điều là nước ở Pháp rất là đắt nha các bạn. Người ta không có cho mình free đâu, các bạn muốn nước lọc các bạn phải mua, và một chai nước lọc là 5 euro mặc vào trên mặt đi. Bonjour. So today is the third day in Paris and last day. Yeah, we're gonna fly to Barcelona tomorrow. And right now we are heading to somewhere. A festival. Awesome. Some kind of market. Yeah. Nói chung ngày cuối cùng ở Paris, tụi mình chỉ muốn có một thời gian thật là thư thả, không có bị vướng bận bởi quá nhiều lịch đi. Thế nên là tụi mình quyết định sẽ đi picnic ở gần cái tháp Eiffel. Open the wine. Try it. That Sauvignon is dark. I got it to do this. Pissed off because we don't have a bottle there. Picnic on the Eiffel Tower. We got wine, we got beer, some bread, some meat, some cheese, some grapes, some pears, some nuts that have been all the way from Vietnam by way of America. 3 ngày ở Paris trôi qua thật nhanh, nhưng mình cảm thấy rất là thỏa mãn và đủ đầy, bởi vì những nơi mình muốn đi thì mình cũng đã được đi, những thứ mình muốn ăn mình cũng đã ăn được. Tạm biệt nước Pháp, tạm biệt Paris. Hẹn một ngày nào đó chúng ta lại gặp lại nhau nhé.